Chiếc Fuji Film X-Pro3 đã đi theo mình khắp nơi kể từ năm 2020, tính đến nay đã là hơn 3 năm. 3 năm vừa qua là 3 năm mình chính thức chuyển sang sử dụng máy ảnh kỹ thuật số sau khoảng 4 năm bắt đầu với nhiếp ảnh từ thiết bị máy phim. Chào mừng các bạn đã đến với đánh giá chi tiết của mình về chiếc Fuji Film X-Pro3 đến từ nhà Fuji Film. Mình đã sử dụng chiếc X-Pro3 này trong vòng 3 năm trong những chuyến đi của mình này, những chuyến hành trình trải nghiệm của mình khắp nơi. Và quả nhiên đây là một chiếc máy ảnh đối với mình xứng đáng là một người bạn đồng hành vô cùng chất lượng. Trên cương vị là một người yêu thích máy ảnh và cũng như là một người đi làm review, thì trong video này mình sẽ đưa ra những nhận xét và đánh giá khách quan nhất trong trải nghiệm của mình đã có đối với chiếc máy ảnh này, để xem là nó có thực sự đáng tiền không nhé. Nếu như trong năm 2023 mà bạn có ý định muốn mua chiếc X-Pro3 thì tuyệt đối đừng bỏ qua video này nhé. Fujifilm X-Pro3 có thiết kế theo ngôn ngữ của máy ảnh rangefinder, đem lại cảm giác cổ điển và khá quyến rũ với những đường cong khỏe khoắn. Thân máy được làm từ hợp kim magie titanium, đem lại chất lượng hoàn thiện cao cấp. Một trong những tính năng nổi bật của thiết kế là màn hình LCD lật được và ẩn vào phía bên trong thân máy, tăng thêm vẻ đẹp liền mạch tổng thể và buộc bạn phải tập trung vào chụp ảnh qua viewfinder thay vì liên tục kiểm tra ảnh của mình. Khá giống so với cách chụp ảnh bằng máy phun cơ dùng phim nhựa, phải không? Tuy nhiên có một điểm trừ khá là lớn cho cái thiết kế mà tưởng chừng như là đã quá hoàn hảo này rồi, đó là chất liệu hợp kim magie titanium. Nó sẽ khiến cho cảm giác cầm nắm của mình nó hơi bị nhẹ hẫng hơn so với cái vẻ ngoài khá là khỏe khoắn của nó. Tuy vậy, X-Pro3 vẫn có tới 3 sự lựa chọn màu sắc vô cùng quyến rũ: đen thường, Dura Black và Dura Silver. Cả 3 phiên bản đều sử dụng chất liệu hợp kim magie titanium. Tuy nhiên, ở 2 phiên bản Dura sẽ được phủ thêm một lớp sơn mạ công nghệ cao cấp độc quyền đến từ thương hiệu đồng hồ Citizen Nhật Bản. X-Pro3 có một cảm biến crop được đánh giá thuộc top đầu với chất lượng 26 megapixels, đem lại độ sắc nét và chi tiết rất cao. Tuy là cảm biến crop nhưng chất lượng hình ảnh không hề tệ, với dung lượng hình được nén vô cùng lớn lên tới 60 MB đối với file định dạng RAW hay còn gọi là Digital Negative. X-Pro3 có một chiếc view ngắm hybrid vô cùng tuyệt hảo. Ngoài một view ngắm trong veo với khả năng tái hiện màu sắc ngoài thực tế và trong view ngắm điện tử EVF cực tốt, thì nó còn có một chế độ ngắm OVF cực kỳ thú vị, vẫn là khung ngắm trong suốt giống như đang nhìn qua viewfinder của những chiếc máy phim rangefinder, nhưng các công cụ quan trọng khác như thước đo sáng, OLED hay thông số khẩu độ, tốc độ ISO đang set, preview trước khung hình sắp được chụp lại, vân vân, lại được hiển thị ở dạng điện tử vô cùng trực quan. Điều này vừa đem lại cho người sử dụng một cảm giác hoài niệm khi chụp hình, lại vừa khiến chúng ta yên tâm ngắm qua viewfinder này mà không phải lo lắng xem lại hình ngay lập tức. Mình có thể dễ dàng chuyển đổi qua lại giữa hai chế độ view ngắm ngay trong lúc chụp bằng cần gạt bé ở đây. Chiếc cần gạt này chắc hẳn được lấy cảm hứng từ cần gạt hẹn giờ trên những chiếc máy ảnh phim cách đây vài thập kỷ. Tốc độ lấy nét của chiếc Fujifilm X-Pro3 này là vô cùng nhanh và mình rất là hài lòng với nó. Điểm ăn tiền của không chỉ chiếc X-Pro3 này mà còn ở hầu hết các dòng sản phẩm của Fujifilm, đó chính là tính năng giả lập màu phim. Từ các tông màu trong sáng, rực rỡ với độ bão hòa cao, tông màu mềm mại hơn với độ tương phản thấp, cho tới những tông giả lập phim nhựa như Classic Negative, một chế độ giả lập phim rất iconic đến từ Fujifilm, tất cả đều vô cùng đáng tiền và đáng để trải nghiệm. Một trong số những tính năng nổi bật của chiếc Fujifilm X-Pro3 đó chính là khả năng quay video của thiết bị. Chiếc Fujifilm X-Pro3 này có khả năng quay video ở độ phân giải 4K ở 30 khung hình trên giây và lên tới 120 khung hình trên giây khi quay ở chế độ Full HD cho những thước phim slow motion. Chất lượng video quay từ thiết bị Fujifilm X-Pro3 này thì mình đánh giá là khá sắc nét, độ chi tiết cao và giải dynamic range rất là rộng. Fujifilm X-Pro3 cũng có nhiều tính năng video tiên tiến, bao gồm khả năng quay video F-Log giúp linh hoạt trong xử lý sau khi quay, cũng như lựa chọn quay video 10 bit 422 thông qua cổng HDMI của máy ảnh để gia tăng thêm chiều sâu màu sắc. Nhưng mà tuy nhiên thì cái việc quay video bằng chiếc X-Pro3 này thì có những điểm khiến cho mình thật sự chưa hài lòng. Cảm biến của máy ảnh là cảm biến crop, thế nên là cái độ chi tiết của nó không cao, dẫn đến việc là khi chiếu những cái thước phim quay bằng X-Pro3 lên trên những cái màn hình lớn hơn, ví dụ như là những cái màn hình có độ phân giải là 4K chẳng hạn, thì chúng ta sẽ rất là dễ dàng nhận thấy sự kém chi tiết đó đến từ những cái thước phim của mình. Đặc biệt là những chi tiết như là cây cối hoặc là các đường nét mảnh thì nó sẽ rất là dễ bị bệt, khiến cho video của mình chưa thực sự là lung linh. Khó chịu hơn nữa, đấy là mình mỗi khi quay video bằng chiếc X-Pro3 này thì mình sẽ phải lật chiếc màn hình từ đây ra. Và nó chỉ được lật theo một hướng duy nhất, lật được tối đa là 180 độ,
khiến cho trải nghiệm quay video của mình khá là tệ, khác hơn rất nhiều so với ở các thiết bị khác như kiểu là Sony, thì họ sẽ có một cái màn hình linh hoạt đa hướng hơn. Để nói thêm một chút về cái màn hình lật ra lật vào này của Fujifilm X-Pro3 thì với mình, mặc dù nó đem lại cho mình cái cảm giác hoài niệm hơn và tập trung hơn rất nhiều khi mà chụp ảnh, nhưng mà đối với mình thì suy cho cùng đây vẫn là một thiết kế khá là tệ. Việc lật mở màn hình quá nhiều lần đã khiến cho chiếc X-Pro3 của mình bị đứt cáp màn hình, khiến cho phần màn hình phụ bị lỗi hiển thị và màn hình chính cũng bị liệt cảm ứng. Đây là một căn bệnh rất khó chịu và cũng là bệnh chung của dòng máy này. Tổng chi phí sửa cho lần hỏng máy gần nhất của mình, bao gồm lỗi cáp màn hình và lỗi trên main không lên nguồn, mình sửa tại trung tâm bảo hành của Fujifilm Việt Nam với mức giá lên tới gần 10 củ, sẽ khá chát đối với những bạn phải nghiến răng tập chơi chiếc máy này giống như mình. Ok, vậy là trên đây là tất cả những đánh giá từ trải nghiệm của mình trong vòng 3 năm sử dụng chiếc X-Pro3 này. Còn các bạn thì sao? Sau khi nghe những đánh giá của mình như vậy thì các bạn có thật sự muốn xuống tiền cho một thiết bị như thế này? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Vâng, và video này là hết rồi. Và nếu như bạn muốn xem thêm về những chiếc máy ảnh thì hãy nhớ là bấm like và subscribe để ủng hộ channel YouTube của Tokyo Camera nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.